Vâng, xin chào quý vị đến với chương trình Khỏe Trẻ Đẹp cùng với Trịnh Hội và bác sĩ Hannah Hạnh Vũ. Cũng khá lâu rồi mới gặp lại quý vị, thành thử là lần này thì Trịnh Hội với bác sĩ Hannah Hạnh Vũ đến một nơi rất là khác lạ, và Trịnh Hội muốn nhờ bác sĩ Hannah Hạnh Vũ giới thiệu cho mọi người biết là chúng ta đang ngồi với ai và đang ngồi ở đâu ạ. Dạ vâng, đây là một cô khách của Hạnh, cô Natalie Redding, và hiện tại tụi này đang ở Namasta Farm. Đó là a 5-acre farm, beautiful, in the heart of wine country, Temecula, in Southern California. Hôm nay đó, ngồi đây trong cái ánh bóng mát đó, thì nó không nóng, nhưng mà ở ngoài đó, đây là 104 độ degrees Fahrenheit hơn đó. Vâng, Trịnh Hội xin tạm dịch lại, tụi này đang ngồi ở một cái vùng miền Nam nước Mỹ, ở miền Nam Cali luôn, ở gần khu Pechanga, Temecula, nằm trong một khu trang trại 5 mẫu đất cùng một người khách hàng của Hannah. Thì Hannah, can you please let us know a bit about our special guests and why we are here and how did you guys get to know each other? So Miss Redding is my patient, and I got to know her because she just dropped into my office and we did some treatments for you, yes? And we can talk about that. But she is like a supermodel farmer, and she even makes sexy, make cowboy boots look sexy. So Miss Redding, what did we do at the office for you? I think actually you probably did Botox, and then I think you did some filler around my eyes or something. You did actually a great job, which I really appreciate. Thank you. So what we did was Botox. Botox là một cái loại thuốc đó mà lúc mà chích vô nó làm giãn cho mấy cái vết nhăn như là chân chim mắt hay là giữa chân mày, với là hạt làm filler. Filler là một cái collagen mà chút lúc mà chích vô cái vùng nào mà trên khuôn mặt lúc mà mình lớn tuổi mình bị hót hay là mình bị lõm đó, là nó làm cho cái khuôn mặt nó đầy đặn hơn. So I just explained how Botox and fillers work, but look, she looks so beautiful and so amazing. You cannot tell that she does such hard work on the farm. Right, so maybe Han, can you please ask your guest to, you know, look into the camera and say hi to our Vietnamese audience. They hardly have been to any farms. Yes, and more importantly, get to speak to someone like you. So please say a bit about yourself, where we are, and why you do what you do. Okay, well, my name is Natalie Redding, and this is Namaste Farms, and I'm actually a sheep farmer. And every time I have to say that, I have to shake my head because it seems weird that I raise sheep, but I do. It seems very primitive, but I raise wool sheep. I don't raise meat sheep, and I have a master's in animal science. Wow. I also have an online business that's where I sell wool. And if you could just hang on for a minute, yep, I will course. Have to translate that. Okay. Vâng, thưa quý vị, bà Natalie Redding này hiện giờ là đang là một chủ nhân của một nông trại. Nông trại này nuôi trù, nhưng mà nuôi không phải là để bán thịt, mà nuôi để mà lấy cái chân trù đó để mà bán. Vì vậy, ngoài cái việc đó ra thì bà còn là một người đã có bằng cao học về cái việc chăm sóc thú vật. Và điều quan trọng nhất đó là bà còn có một cái làm việc ở trên Internet để có một cái một số mà dịch vụ mà có lẽ là bà có thể giới thiệu thêm dùm. Yes, yes. Please go ahead. Please tell us some more about your wool work and the dyes and what you do with that online. Okay, so primarily one of the things that I do besides selling my wool online is we also have an Airbnb business, which is important to be able to feed the animals because it's very costly in California. And so I wouldn't be able to farm without doing that. And then I teach hand dyeing and hand spinning and fiber arts. Right. Thưa quý vị, là những dịch vụ trên mạng bao gồm cái việc là bà bán những cái lông trù, và cũng như là có cái dịch vụ là Airbnb là cho mướn nhà, bởi vì bà theo bà nói rằng là nó rất là mắc để mà nuôi thú ở đây. You were talking about your animals. Uh-huh. How many types of animals do you have here? Oh my gosh. Okay, it would be hard for me to go through all of them, but what I'll tell you, the ones that I primarily have, like I said, would be wool sheep. Wool sheep. And then Angora goats that produce mohair. Okay. And then I probably have maybe 300 of total of the ruminants, small ruminants. Then I have, of course, a couple of horses, and I have one mini cow that's really old named Lucy, and I have Muscovy ducks. Okay, so có trù, có dê, có bò, có vịt, có ngỗng và có công.
có công phải không ạ? Yes, and then can you tell us a bit more about why is it that you said you used to study somewhere and now you're moving back here to be a farmer? What is it about farming that attracts you? First of all, I honestly think that hard work is probably what the animals, obviously, but there's something about hard work that grounds me. And so while I care about the way my face looks, thank you for helping me, but my hands are a farmer's hands. Like you can tell a farmer by their hands. That's really, there's nothing. Can I hold this? There's nothing you can do about that. Okay. There's no fixing it. But the hard work, there's this element of, I guess, caretaking and nurturing, and then the physical labor. And I think that our society is way too, we're either too busy mentally, but we're not busy enough physically. And I think that makes worry. Yeah. All right. Vâng, Trình hỏi câu hỏi bà là tại sao mà bà lại chọn cái ngành làm nông này? Bởi vì làm nông là nó khó nhọc, thì bà nói đúng. Bởi vì bà thích làm những công việc khó nhọc. Bà nghĩ rằng là trong cuộc sống của chúng ta thường làm nặng nhọc trong đầu óc, nhưng mà lại không chịu nặng nhọc về cơ thể. Và bà nghĩ rằng là khi mà làm những cái việc như thế này, bà thích là bởi vì bà, mặc dù dĩ nhiên là ai cũng muốn làm đẹp, ai cũng muốn có gương mặt đẹp, nhưng mà nếu mà các bạn nhìn thấy bàn tay bà muốn là một cái người cần cù, khó nhọc, bởi với bàn tay của bà là bàn tay của một người làm nông trại. It's fantastic to hear such a thing from a non-Vietnamese farmer, because my dad, my mom, they were teachers, and then they were forced to be farmers. So I lived on a farm when I was little. So I love the fact that you think that these days, especially young children and the young generation, they don't work hard enough. That's physically true. No, my younger sons have to get up at 5:30 every morning before school, and they have to go just sort of like in the Midwest. And then today I even let my son take my truck to the end of the road, and they sold eggs, fresh eggs, in the back of my truck. Like they had a sign and they sold all of the eggs. And fantastic. So it's really true. I think the sedentary nature of our lives, but I do think it makes worry. I think you need to get rid of this energy, this physical energy, and the physical labor is not only, I think it helps with things like arthritis, etc., but I think your mental state is way better. Right. Truly believe that. Right. Trịnh Hội có nói bà rằng là cảm thấy rất là vui là bởi vì lúc nhỏ thì Trịnh Hội cũng sống ở trong một cái nông trại ở ngoài Phú Quốc, và Trịnh Hội rất là cảm nhận được cái sự gọi là mình cần phải cần cù khó nhọc và vận dụng tay chân đó. Và bà cũng nói rằng là con người của chúng ta đó, khi mà chúng ta có nhiều cái năng lượng quá mà không sử dụng thì nó không tốt cho mình. Và nếu mà mình sử dụng năng lực bằng cách là làm những việc trên nông trại thì rất là tốt. Bà có nhắc đến một số người con của bà. Can I just ask you something? I mean, how many children do you have? And what do they do? Do they share the same sentiments as you? Okay, so I have 5 children. Mm-hmm. And I have to say, I think that when you are raised on a farm, at first, I think when they were younger, they were embarrassed. They just want to have like beige carpet and live in a, tract. Right. And then as they get older, they start to, because they know so much, but they don't know how much they know. So when their friends come over and are excited, then they tell them, I will hear them tell them about the animals, things that I didn't even realize that they know. They just, because since they were born, they've lived here, right? And then, as you know, I came back from the UK purchasing wool, and my son, who's 28, who actually is not even remotely into farming, changed the jackets that are on my sheep. He doctored some of them, and he knew all of these things and took care of them for me while I was gone, which is, considering I've never taught him how to give a shot like a penicillin, but he was able to do it just by watching, and so he knew what to do anyway. And does that give you pleasure? Does that give you a sense of satisfaction? It gives me a sense of satisfaction, first of all, that he would do the work and without someone having to ask him. Like he would notice that an animal needed penicillin, it needed help. Right. But also really that he would even do the physical labor, because it's not pleasant if you don't love it. If you love it, it's pleasant. Right. Vâng, Trịnh Hội có hỏi về những người con của bà, thì bà có 5 đứa con. Và bà nói rằng là đứa con thứ nhất của bà 28 tuổi. Trong cái thời gian mà bà đi qua bên Anh Quốc để mà bà đi mua một số cái chăn cừu đó, thì bà nói rằng con bà ở nhà nó đã tự làm một cái áo lại của bà. Thì bà cũng rất là ngạc nhiên là bởi vì có những việc đó mà khi mà tụi nhỏ nó lớn lên thì nó lại chưa có thích cái công việc cũng như là cái cuộc sống nằm ở nông trại. Nhưng mà sau này khi mà bạn tụi nó đến và thấy được cái cuộc sống này và tụi nó kể, thì bà cảm thấy rất ngạc nhiên là tụi nó
tụi đứa, những đứa con của bà nó cũng đã giải thích cho những người bạn của tụi nó cuộc sống này như thế nào, những thú vật nó được chăm sóc ra sao, thì điều đó làm cho bà ngạc nhiên và cũng làm bà rất là hài lòng. Không biết là Hạnh có muốn hỏi bà Nelly Redding gì nữa không? Dạ, Hạnh muốn hỏi đó là so that you have all this farm experience and your children does too. How do city folks like us, like we look like city folks, and our children can have that similar experience on a farm? Well, for actually, in this case, that's a perfect question, because it's very important for me to share farming with other people, because California was second in the nation for farming, and because it's not a common thing and people don't appreciate it. And so one of the things that I do, I actually have a nonprofit for fiber arts preservation. And so I do try to educate people. And one of the ways that people can do it is I have Airbnb experiences where they can come to the farm and I show them things like, you know, I teach them in a way that's not boring, and about ruminants and the importance of horses and the way that their entire digestive system works and the similarities to us, which is kind of fascinating, really. And then, of course, ruminants and their importance to us, not just in terms of a product of meat, but also a product of wool and the benefits of wool. Because people, there's a lot of discussion currently about whether or not raising animals is good for the animals, and you know, us making products that are similar. And really the only thing that has elasticity other than wool that's a natural fiber is plastics. So polyester is your only alternative. So if you don't use wool and you want something to have memory, you're going to have to then go to something artificial. And so I try to always teach the benefits and why it's farming is important to literally our nation, because in my, you know, it's just a fact that if you have no food, no country, you have, you know, no ability to make a product, and then you import everything, and that's just not a good thing, right? Right, right. Vâng. À, thưa quý vị, là bà đã nói khá là nhiều về tại sao mà cái cuộc sống ở nông trại và làm nông nó cũng tốt, và bà đây là cái điều mà bà muốn đem đến cho nước Mỹ, bởi vì bà nghĩ rằng là có những cái điều mà những người như mà Hạnh hay là Trịnh Hội đây cần phải học thiết biết thêm về cuộc sống ở nông trại. Đặc biệt bà làm những điều này bởi vì bà cũng có một tổ chức xã hội dân sự không có lợi nhuận, phi lợi nhuận, và tổ chức này cũng giúp là cho mọi người đến đây có sử dụng Airbnb, học để biết cách nào để mà một con ngựa đó thì làm sao mà nó có thể ăn uống, rồi hoặc là những con trù thì làm sao mà mình có thể nuôi trù, mình lấy chăn lông của nó, và tại sao chăn lông của nó, chăn lông trù thì tốt hơn là dùng nhựa chẳng hạn. Vâng, nhưng mà thưa quý vị, chúng ta không còn nhiều thời gian. Trình Hội xin tạm dừng nơi đây một tí xíu nữa, trở lại phần 2 của chương trình. Chúng ta sẽ có dịp đi một vòng biết thêm về cái nông trại này. Vâng, xin quý vị đừng rời khỏi màn hình nhé. Hẹn gặp lại quý vị.